Chào tất cả các bạn, thì hôm nay thì Trung hướng dẫn các bạn kỹ thuật đổ chậu vuông 1 mét qua văn. Thì cái bước đầu tiên thì các bạn, đây là những cái miếng khuôn của cái chậu 1 mét. Thì đầu tiên các bạn quét một cái lớp nhớt, và sau đó là các bạn quậy cái hồ dầu đặc, các bạn để lên cái khuôn và các bạn dùng cọ các bạn chay cái lớp hồ dầu ra. Thì cái lớp hồ dầu này giúp cho mình cái quai văn của mình sau này lật lên thì nó sẽ rõ nét hơn, sẽ bóng láng hơn nha các bạn. Và sau đó thì các bạn gắt cái hồ khô lên cho cái hồ dầu ở dưới, cái hồ dầu dưới sẽ ráo hơn. Và một lát ở đây thì sẽ gắp 4 cái miếng khuôn của cái chậu 1 mét này lại và tiến hành đổ cái chậu nha các bạn. Thì những cái công đoạn tiếp theo thì mời các bạn theo dõi sau nha. Sau khi quét xong thì các bạn lưu ý các bạn vòng vòng cái khuôn này cho cái hồ nó sẽ dễ hơn, nó hồng dầu sẽ dễ hơn ém những cái lỗ một các bạn. Thì sau khi đã làm những công đoạn trước thì bây giờ các bạn xiết ốc và gắp khuôn, thì nó gồm 4 miếng. Thì các bạn gắp làm sao cho nó đúng thứ tự và nó đúng khớp với nhau, các bạn xiết ốc lại nha các bạn. Thì cái việc cắt hồ khô là do để cho cái lớp hồng dầu mình vừa quét lên thì nó sẽ không bị chảy tệ, nên mình các bạn gắp hầu khô lên xong rồi nó khô thì các bạn gắp khuôn lại. Thì những cái khuôn này nó đã khoan những cái con ốc thì các bạn việc chỉ là gắp ốc và siết cứng là xong. Rồi các bạn sử dụng một cái miếng bao, hay là cái miếng bao mình đã cắt ra làm hai và để cái khuôn lên để mình lót, là lót cái lượng hồ ở dưới cho nó không dính cái nền của mình. Thì lưu ý là cái nền dưới mặt bằng dưới là các bạn, là cái mặt bằng phải rất là bằng phẳng, nó không bị lồi lõm các bạn, để sau này cái đáy chậu của mình nó bằng, để mình để lên cái chân nó không có hầm hình như các bạn. Bây giờ tiến hành trộn hòn để mình đổ cái chậu vuông. Thì cái lượng hồ các bạn trộn hồ 3, tức là bao thiền cát và nửa bao xi măng, các bạn trộn đều với nhau, nó hỗn hợp lại với nhau, trộn khoảng 2 quận và tiến hành vô nước sáo cho nó dẻo lên. Thì để làm cái chậu vuông khuôn đổ này thì các bạn sử dụng cái hồ dẻo không lỏng các bạn, để mình vuốt lên cái khuôn của mình, nên các bạn lưu ý mình sử dụng hồ dẻo từ cái khúc đầu cho tới khúc cuối là hồ dẻo kết hợp với hồ khô. Thì bây giờ thì sẽ tiến hành dùng cái hồ này ốp vô cái chậu và vuốt cái chậu lên cho tới khi hoàn thành. Thì cái phần đáy dưới thì các bạn lưu ý các bạn mình chọn cái hồ đá, các bạn đá này các bạn sử dụng đá mi, và các bạn chọn cho hồ nó già xíu để cái đáy mình nó chắc chắn hơn các bạn. Thì mình bây giờ thì các bạn sử dụng cái bàn chà và kết hợp với cái bay, các bạn vuốt cái hồ lên ém theo cái miếng khuôn, các bạn ém cho sao cho nó hồ nó chắc chắn mà đừng cho nó có bọng bên trong. Các bạn sử dụng bàn chà các bạn vuốt lên, vuốt cái hồ lên cái khuôn của mình. Bây giờ tiến hành vô kẽm nha các bạn. Thì sau khi qua một lớp hồ thì khoảng vô được một phân hồ, các bạn tiến hành vô kẽm. Thì trên đây là cái con kẽm 5 ly, các bạn cột và đo làm sao cho nó đủ 1 mét, 1 mét vuông. Các bạn canh cho cái nửa miếng hồ, các bạn canh cho nửa nửa cái
nửa cái miệng, rồi các bạn để chỉnh cho nó ngay ngắn. Thì xung quanh những cái mí gắp của cái khuôn, các bạn để cây sắt 6 ly. Thì hiện tại những cái khuôn của Trung ở hiện tại ở cơ sở thì không có sử dụng lòng trong, tại vì sử dụng lòng trong thì các bạn không bao giờ các bạn bỏ kẽm được. Thì ở đây thì Trung không có sử dụng lòng trong để Trung bỏ kẽm vô cho nó cái chậu mình nó chắc chắn hơn. Và đặc biệt là như thế. Thì chắc sáo này các bạn bẻ tính từ cái mí miệng và bẻ thẳng ra cho nó xuống cái đáy luôn, cái đáy của cái chậu luôn cho nó chắc chắn các bạn. Sau khi vô một lớp kẽm rồi, các bạn cũng tiến hành vuốt thêm một lớp hồ nữa. Thì hồ này các bạn vuốt lên một lớp nữa rồi các bạn gọt và dùng cái bay ghim cái khuôn coi cái mí hồ mình nó dày như thế nào. Thì cái khuôn này là cái khuôn chất liệu bằng composite, khuôn cứng nha các bạn. Thì hiện tại thì cái bộ khuôn này đã hoàn thiện rồi, thì nó gồm cái đế và cái chậu. Thì buổi chiều hôm nay Trung sẽ tiến hành đổ cái đế luôn, thì mời Trung sẽ quay cho các bạn cùng theo dõi luôn. Với mà không kêu giờ cái chuyện không ai đâu, mà cái miệng đời người ta nói dữ á, không nói tới nó lui rồi, nói mình không làm ăn không có biết này kia, rồi không biết trước sau này kia. Thì bên dưới thì Trung đã đặt một cái ống. Thì khi đổ các bạn đặt cái ống này, để khi mình lấy cái ống lên sẽ có cái lỗ. Đây là cái lỗ để mình rót nước nha các bạn. Thì sau khi đã trồng một cây sắt ở dưới rồi, các bạn trồng lên một cái cây sắt để hình chữ V để mình bo theo cái đáy của cái chậu. Ở đây mỗi cái sản phẩm mà cơ sở làm ra thì nâng cao chất lượng, nên là cách kẽm những cái chậu thì rất là đầy đủ các bạn. Thì khách hàng xài cũng rất là an tâm. Bạn vuốt vào cái lớp hồ và lắp kẽm lên nha các bạn. Này vô đây nó là đủ kẽm luôn anh Phúc? Đủ chưa? Đủ rồi không? Chắc đến 4 cây. Vòng 5 ly. Vòng chắc lít đáy thì chắc đáy thì chắc sáu hả? Chắc sáu. Cái chắc cứng này mình đưa ra tới ngoài này mình chắc cái bí này luôn rồi. Cái bí này là sắp là cứng này luôn rồi đó. Thì cái chậu kết cấu rất là chất lượng nha các bạn. Thì cái bạn này cái chậu mà có lòng trong thì các bạn không bao giờ để sắt được gì đây, nên tiện lợi cái là các bạn không sử dụng cái lòng trong và chậu các bạn làm để sắt rất là chất lượng, nên là chậu thì rất là đảm bảo, bán ra những cái sản phẩm rất là chất lượng thì khách hàng rất là tin dùng. Thì hiện tại cái bộ khuôn này thì Trung đã hoàn thiện. Cái này là khuôn chậu vuông 1 mét, hoa văn thì những cái hoa văn như là bông mai, đền chùa là những cái hoa văn xung quanh của cái chậu. Thì ngày mai xong là Trung sẽ lật lên thì sẽ quay sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Thì các bạn cứ như thế các bạn kết hợp thêm những cái hồ khô cho cái chậu mình nó mau khô các bạn, cho mình lắp từng cái lớp hồ cho cái chậu mình nó hoàn thành và nó rút ngắn cái thời gian hơn. Thì cái chậu này trung bình là 3 phân hồ anh Phúc. 3 phân hồ là đúng cái chậu các bạn, cho nó chất lượng thì là 3 phân hồ là nó vừa và nó hợp lý luôn. Thì bây giờ tiến hành vuốt láng cái chậu vuông của mình nha các bạn. Các bạn dùng thước, các bạn vuốt theo cái đường bo của cái chậu cho nó đều, cho nó láng, cho nó đẹp nha các bạn. Đây là cái khâu mà làm láng bên trong. Thì sau khi đã đủ hồ thì tiến hành vuốt, và những cái chỗ nào mà hồ chưa khô các bạn lắp hồ khô lên và vuốt cho nó láng. Sau khi nghỉ trưa xong, các bạn ra các bạn làm bóng cái chậu vuông 1 mét và dùng cọ quét và dùng bay chà láng những cái phần mà nó còn khô. Bạn chà láng quét cọ cho nó đẹp nha các bạn. Tuy là những cái lồng bên trong nhưng mà làm càng đẹp thì càng bắt mắt các bạn. Thì đây là cái chậu 1 mét mà buổi sáng hôm nay thì Trung đã đổ hoàn thành nha các bạn. Thì ngày mai thì Trung sẽ tiến hành tháo khuôn ra, thì các bạn sẽ biết những cái hoa văn, những cái họa tiết bên trong như thế nào. Thì ngày mai thì Trung sẽ mời các bạn theo dõi nha. Buổi chiều hôm nay thì Trung sẽ tiến hành đổ thêm một cái chân của cái chậu 1 mét. Một lát ở đây những kỹ thuật và những cái chi tiết thì các bạn cũng tiện rồi các bạn xem luôn.
buổi chiều thì Trung tiến hành gắt cái chân của cái chậu 1 mét. Thì sau khi đã quét nhớt xong, các bạn quậy hồ dầu đặc, các bạn để lên cái khuôn chân mà các bạn quét cho nó đều với nhau. Cái này thì giúp cái hoa văn mình sau này lật lên sẽ rõ ràng hơn, rõ nét hơn nha các bạn. Đây là cái lớp phần dầu cũng rất là quan trọng để hoa văn mình nó nổi và đẹp. Tiến hành gắp cái đôn lại nha các bạn. Thì các bạn để cho nó khớp với nhau, các bạn siết ốc lại. Đây là những con ốc này các bạn chỉ siết lại cho nó cứng là được. Và tiến hành mình đổ đôn. Thì sau khi qua một lớp hồ, các bạn tiến hành vô kẽm cho cái chân các bạn. Thì ở dưới thì chúng ta vô một cây sắt sáo và bẻ thêm cái sắt của cái chân để câu vô cho nó cứng nha các bạn. Thì hồi một lát nữa sẽ qua một cái lớp hồ nữa là hoàn thành cái chân này. Thì đây là cái chân chủ nhật. Thì buổi chiều hôm nay Trung đã hoàn thành. Thì dự kiến ngày mai Trung sẽ tiến hành tháo khuôn ra. Thì ngày mai tháo khuôn ra như thế nào, mời các bạn đón theo dõi nha. Còn đây là cái chậu mà hôm qua Trung đã làm, rồi bữa hôm nay thì Trung đã tháo khuôn ra. Các bạn thấy hoa văn từng chi tiết nó rất là rõ ràng nha các bạn. Đây là một cái chùa và xung quanh là dưới là một cái hồ sen. Đó là mặt hoa văn đầu tiên. Đây là cái mặt hoa văn thứ hai. Thì đây là những cái cây cối và những cái ngọn núi. Còn bên đây là mặt hoa văn thứ ba, thì bên đây là mặt hoa văn là những cây tre, những cây trúc và có những con chim, có những cái áng mây cũng rất là đẹp nha các bạn. Còn đây là cái mặt hoa văn thứ tư, thì bên đây là cũng những cái cây bông và có con chim, thì hoa văn thì tương đối là nó cũng tựa tựa nhau. Đây là cái vụ vuông mà Trung hôm qua Trung đổ, thì hôm nay Trung đã xong và để lên chân rồi nha các bạn. Thì từng chi tiết, từng cái hoa văn của cái chậu vuông này nó rất là rõ nét, hoa văn cũng rất là đẹp luôn. Thì cái này, cái chậu này chỉ còn sơn nữa là hoàn thành. Thì hiện tại thì cái bộ khuôn chậu vuông này đã hoàn thiện. Khuôn thì chất liệu bằng composite. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu mua khuôn hoặc là mua chậu thì cứ liên hệ với Trung qua số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì video hướng dẫn kỹ thuật đổ chậu vuông của Trung tới đây là kết thúc rồi. Trung hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.